Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chu trọng đạo chơi nửa đời, hắn từ khi sinh ra liền mắc bệnh, bệnh này vô cùng quái lạ, không tổn hại dung mạo tâm trí, phát tác lên cũng sẽ không đau đớn, nhưng không cách nào căng nhất. Rất nhiều danh y đến xem, chỉ lắc đầu bó tay, không chữa được, nái. Kiểu như không chữa được hu hu tôi có biết ai chỉ với, đánh không được, chửi không được, tức giận không được, vội vàng không được, thương tâm không được, lao lực càng là trăm triệu lần không được, nếu là gia đình bình thường mắc bệnh này liền coi như xong rồi, có thể chu trọng đạo may mắn đầu thai vào gia đình phú quý bậc nhất thế gian. Xuất thân là tiểu nhi tử của hoàng hậu, bên trong hoàn thành vô số dược tốt dưỡng bệnh, ngay cả cung nhân nội thị cũng để hắn trong mắt mà cẩn thận nâng niu che chở, đến tuổi đọc sách vỡ lòng, trong khi thái tử ca ca của hắn nghiêm túc hướng nho giáo học tập, chu trọng đạo lại ông một đống chó con mèo con lăn lộn thành một đoàn, trong 10 ngày có đến 5 ngày vùi ở bên cạnh hoàng hậu dưỡng bệnh. Đến tuổi nhận thức nhân sự, thái tử sớm đại hôn, cưới định ra thái tử phi. Chu trọng đạo không phải ngại nhà này quý nữ kiều mang, a k a g bánh bèo ngang ngược, chính là ngại nhà kia khuê tú cứng nhắc, thà rằng cả ngày cùng tiểu cung nhân nô đùa, tóm lại hết thảy đều là chơi, thuận theo ý hắn chơi, bằng không bệnh phát ra có mệnh hệ gì thì nên làm sao bây giờ, hoàng đế hoàng hậu tại thời điểm đó rất sủng hắn, yêu hắn cho đến khi đế hậu băng hà, thái tử lên ngôi, trở thành thuần huy đế, vẫn là như vậy sủng chu trọng đạo, chờ lại qua 10 năm, hoàng huynh thuần huy đế của hắn cũng băng hà, chu trọng đạo bỗng nhiên trở thành hoàng đệ bị ủy thác, trong một đêm, sự tình liền biến đổi đến không ngờ. Đối mặt với thái hậu còn trẻ, ta, ca, a chị dâu, cháu trai còn nhỏ, nhiếp chính thúc vương chu trọng đạo khá là thương tâm, tinh thần sa sút một thời gian. Hắn quả thực đã chơi gần nửa đời, vốn là hy vọng có thể dễ dàng chơi nửa đời còn lại, từ đó trở đi, nhiếp chính vương câu cửa miệng liền biến thành. E giết. Ta nơi nào nghĩ đến hoàng huynh sao có thể đi sớm như vậy, thương tổn trái tim của ta rồi. Trái tim bị thương tổn, đương nhiên cần thiết rượu ngon cùng giai nhân tới an ủi. Sao lại như vậy chớ, một năm lại một năm qua đi, chu trọng đạo vẫn cứ yêu thanh sắc khuyển mã, dù săn tiệt rượu, nhưng hắn đồng thời cũng là người nắm quyền nói một không hai trong triều việc quốc sự quan trọng hắn không gật đầu liền không thể quyết định vì thế chu trọng đạo chơi thành nhân vật lừng lẫy nhất cũng khó nắm bắt nhất thiên hạ chi điền quyển tháng ba thuyền hoa từ nơi thủy đạo chật hẹp nhất xuyên qua liễu rủ thao thao phất qua thân thuyền chu trọng đạo dựa vào bên cửa sổ xem hai bờ sông hoa thơm đưa tay là có thể chạm tới thân thủ liền hái đoá tường vi chờ đi qua một đoạn này mặt nước bỗng nhiên trống trải, thủy sắc mịt mờ, phong khinh vân đạm, giữa trời đất lại càng yên bình rực rỡ hợp lòng người, trong thuyền cũng là một mảnh hòa thuận vui vẻ thung sắc, rượu lâu năm thực đã bỏ, thay bằng trà mới, kim ngân bạc đại sau tấm bình phong là nhàn nhàn tiếng sáo trúc. Chu trọng đạo nâng đóa tường vi trùng trùng cánh hoa mới vừa hái kia thưởng thức, hắn cười mỉm thời điểm tâm tình tốt nhất. Tạo Khánh xem chuẩn thời cơ, cười nói. Điện hạ, năm nay ngư Long phường có một tân hài tử, công thơ thiện họa, tinh thông đàn tỳ bà, lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Này còn chưa hết, kỳ lạ nhất chính là so với thiện công tử khá là tương tự. Công thơ thiện họa Làm thơ hay, vẽ tranh đẹp, thiện công tử là mỹ nhân mà chu trọng đạo mấy năm qua sủng ái nhất. Trước thậm chí có lời đồn đã nhiếp chính vương muốn cưới hắn, nhập gia phả hoàng thất. Đáng tiếc vị công tử này ít phúc, trong năm ngoái một hồi bệnh nặng đã không còn. Sau khi nhíp chính vương bên người không có đặc biệt sủng mỹ nhân, phía dưới liền có người tự nhiên nổi lên tâm tư, nhưng đáng tiếc Chu Trọng Đạo cực kỳ soi mói bắt bẻ, tóm lại là không hài lòng, nghe Tào Khánh nói người này như thế nào giống Thiện công tử, Chu Trọng Đạo cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Này ngược lại là hiếm thấy, ta muốn nhìn một chút. Hắn vừa dứt lời, sau tấm bình phong tiếng tỳ bà liền ngừng lại một chút, rối loạn một nhịp. Chu Trọng Đạo mỉm cười. Đi ra đi, để cho ta xem. Một đạo âm thanh ôn nhuận đáp lại, từ sau tấm bình phong xoay chuyển đi ra, chu trọng đạo vừa nhìn xuống liền thất thần, một người đang ở độ tuổi đẹp nhất, trên dưới 20 tuổi, thân thể thon dài hoàn mỹ, khuôn mặt cũng tại thời điểm đẹp nhất, phòng vệ trong mắt tất cả đều là tinh khiết, không hề mị tục, mị tục. Quyến rũ dung tục tầm thường, nhạc công thu nô bái kiến vương gia. Mỹ nhân hành lễ nói, chu trọng đạo vừa cẩn thận đánh giá, hình dạng mi mục quả nhiên là có sáu, bảy phần giống thiện công tử, quả thực khó mà có được, người tới đây. Chu Trọng Đạo nói. Thu Nô tiến lên một bước. Chu Trọng Đạo khẽ không người về phía trước, dùng ngón tay trỏ tại trên gương mặt y chậm rãi xẹt qua, mỉm cười nói. Mỹ nhân không cần dùng song phấn. Thu Nô không biết phải làm sao mà ngẩng đầu lên, phút chốc ánh mắt y hiện lên sợ hãi cùng ủy khuất không phải người bình thường có thể ngụy trang, cứ như vậy khiến người triều mến, cũng không phải người bình thường có thể cưỡng lại chu trọng đạo lại lắc đầu một cái một chữ cũng lười nói ra hiệu tào khánh mang y xuống tào khánh dẫn người thất vọng lui xuống chu trọng đạo quay đầu hỏi triệu cửu chân vì cái gì tìm một mỹ nhân hợp ý khó như vậy hỏi đến thật là phiền muộn thâm trầm triệu cửu chân là lão nhân trong cung râu tóc bạc trắng chu trọng đạo vừa sinh ra liền ở bên cạnh chăm sóc hắn nghe chu trọng đạo nói như thế hắn mỉm cười nói điện hạ cõi đời này khó không phải là hợp ý sao? Chu Trọng Đạo không nhìn được bật cười, chi Điền Uyển Du ngoạn qua ba ngày, Chu Trọng Đạo trở về nội thành. trong triều kết quả thi khoa sắp có, kỳ hạn ba năm thăng lên hay là rơi xuống liền xem kết quả khảo hạch này. trong kinh lúc này, môn sinh cố lại, bạn cũ cùng năm, tương hỗ lẫn nhau không còn nhiệt tình như trước, bộ phận quan lại đều là người của Chu Trọng Đạo, làm việc có chừng mực, tự không cần lo lắng. các châu huyện to nhỏ quan chức chu trọng đạo nhìn qua đại thể đều nằm trong dữ liệu của hắn chỉ có cái tên cuối cùng thu hút sự chú ý của hắn hắn dùng bút son tại tên kia vẽ một cái dấu danh tự này thật quen thuộc hà lan cẩn người này các hạng đánh giá đều là nhất thành tích cực kỳ tốt nên lưu lại trong kinh mới đúng làm sao vẫn như cũ chạy ra bên ngoài lại còn chạy đi vĩnh châu chu trọng đạo không hài lòng vĩnh châu là nơi bần cùng mặc dù là bình điều cũng cùng giáng chức không khác gì nhau phụ tá trương hy trả lời người này xuất thân vi hàng, bất quá y làm quan cố chấp ương ngạnh vào kinh tới nay chưa từng đến viếng thăm phủ thừa tướng mà là nhiều lần lại đến nhiếp chính vương phủ chu trọng đào cười nói này không tốt sao vì cái gì không cho y đến hắn ngược lại không hề coi trọng xuất thân thế tộc hàng tộc tại nơi này của hắn chẳng hề phân biệt rõ ràng trương hy nói tiếp điện hạ có chỗ không biết thành tích y tuy tốt nhưng danh tiếng có chút bất kham nghe đâu thời điểm y còn là thiếu niên gia cảnh bần hàn dựa vào trong tộc giúp đỡ mới có thể đọc sách dự thi lại được lý hiệu nghiệp thưởng thức thủ chức quan lý hiệu nghiệp là môn sinh thừa tướng đắc ý nhất chu trọng đạo nghe đến đó hiển nhiên toàn bộ minh bạch người này từ xuất thân đến xuất sĩ toàn bộ từ đầu tới đuôi đều hẳn là người của thừa tướng bây giờ có một phen thành tích phải nên là thời điểm đền đáp thừa tướng y lại nghĩ đến nhiếp chính vương chu trọng đạo người này xem ra không phải là vong ân phụ nghĩa hạt à khúc này tôi không hiểu lắm một bên thừa tướng tự nhiên căm hận y một bên nhiếp chính vương sẽ không dễ dàng thu nhận y Hồ bộ đem y ném tới vùng đất nghèo khổ cũng là chuyện đương nhiên chu trọng đạo trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên nói ta nhớ ra rồi trước lão trần cùng ta nói rồi mỗi huyện có một hạ lan thị có được dáng vẻ phi phàm cực kỳ tuấn mỹ có phải là chính là Hạ Lan Cẩn này không? Thì, ý chỉ có quan hệ, Trương Hy bất đắc dĩ. Hắn còn muốn khuyên can, chu trọng đạo mình hạ xuống quyết đoán. Tướng từ tâm sinh, trong lòng y có ẩn ác ý hay không, ta vừa nhìn liền biết. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.